công trình chào mừng Tết đây. Tất cả buổi về Tết đây. Cái sân này có 400 mét vuông như anh ơi nhỉ? 300 mấy này. Yeah.
với một công trình này thì 3 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng khu vệ sinh là phòng ngủ, rất là rộng rãi, đều hướng gió hướng sáng, rất là đẹp. Thank you.
trồng cái sân này cũng nhiều.